Rồi, chào các bạn, thì hôm nay sẽ giới thiệu các bạn về những cái kềm mở phe của Kintuni. Thì ở đây chúng ta sẽ có những cây kềm mở phe loại 7 in của Kintuni, sẽ gồm có những cây kềm mở phe trong, mở phe ngoài là kềm thẳng và kềm cong 90 độ các bạn. Thì những cái kềm ở đây thì của Kintuni, mọi sản phẩm sẽ có các mã hàng khác nhau, cũng như là cái quy cách khác nhau của Kintuni. Nhưng ở đây mình sẽ giới thiệu các bạn về cái sản phẩm loại 7 in là một loại thông dụng nhất để chúng ta có thể sử dụng để mở phe cho trong những cái chi tiết máy. Thì ở đây sẽ là những cây kềm với cái mã hàng 68HB07 67SS07 68HSB07 vân vân ha. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái kềm mở phe của Kintuni sẽ là có cái cán bọc nhựa màu xanh, và ở phía trên những cái sản phẩm đều có in cái logo cũng như là cái thương hiệu Kintuni và những cái mã hàng được khắc laser trên cái sản phẩm. Ở đây mình sẽ cho các bạn xem cái kềm mở phe này, mã hàng là 67SS-07. Đối với cái kềm mở phe này á, thì khi các bạn bóp vào thì cái đầu sẽ mở ra ha. Thì chúng ta dành cái sản phẩm này để chúng ta thể mở những cái phe ngoài ha. Phe ngoài là phe nó sẽ được bọc xung quanh cái cây cốt của mình, thì nó nằm ở bên ngoài cái vòng ngoài ha. Thì đây cái kềm này chúng ta sẽ mở, dùng để mở cái phe ngoài đó. Thì các bạn chú ý cái phần mũi của cái sản phẩm kềm phe này thì nó sẽ là nó hình con và nó suôn từ dưới lên trên luôn, nó không có bị ngắt hoặc quản lại ở một cái đoạn nhỏ ha. Thì cái kềm phe này thì các bạn có thể là dễ dàng để chúng ta mở những cái phe với những cái kích thước lỗ khác nhau thì nó sẽ tiện. Rồi thì đối với cái mã hàng 67HS07 này thì các bạn có thể dùng để mở phe trong. Phe trong là những chiếc khoe nó được nằm ở bên trong một cái vật ha, và người ta sẽ dùng để chặn lại những cái vòng bạc đạn ha. Khi các bạn sử dụng cái kềm mở phe thì chúng ta sẽ lựa chọn cái kềm phe cho nó phù hợp với lại cái phe trong hoặc phe ngoài để chúng ta có thể là dễ dàng thực hiện cái thao tác cho nó dễ và cho nó đúng, nó phù hợp với lại cái kềm cũng như cái chức năng của cái kềm ha. Thì đây là một cái kềm mở phe cong 90 độ. Đó. Thì khi các bạn bóp vào thì nó mở ra, thì nó dành để mở những cái phe bên ngoài. Mình nhắc lại là phe bên ngoài là phe nó nằm xung quanh cái cốt và nó nằm rời bên ngoài ha. Thì nó cái phe nó sẽ nằm vòng tròn quanh cái cốt luôn, thì đó là phe ngoài. Và sản phẩm này có mã hàng là 68SB-07. Rồi, tiếp theo là một cây kềm mở phe cong 90 độ của Kintuni. Và loại kềm phe này thì chúng ta dùng để mở phe trong. Mã hàng sản phẩm là 68HB07. Đó. Thì trên cái màn hình sản phẩm mình cũng sẽ cho các bạn cái mã hàng để các bạn có thể dễ dàng mua hàng ha. Thì các bạn nhìn thấy ở đây hai cái đầu kìm phe này khác nhau. Cái đầu kìm phe cong thì nó sẽ có một cái phần để cho chúng ta chặn lại cái phe để nó không đi sâu quá vào. Còn cái phe kìm phe thẳng thì nó xuyên suốt luôn ha. Thì đây là bốn cái mẫu kìm mở phe thông dụng của Kintuni, cũng như là những cái mã hàng để cho các bạn có thể dễ dàng tìm và mua sản phẩm. Thì những cái sản phẩm này hiện tại cũng đang bán bên mình, thì các bạn có thể truy cập vào website hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp bên mình, chỉ cần nhắn mã số sản phẩm thì bên mình sẽ báo giá cũng như cung cấp phí vận chuyển cho các bạn luôn ha. Thì hy vọng các bạn bấm đăng ký kênh YouTube để các bạn có thể dễ dàng xem những video clip mới. Mình sẽ cố gắng làm video clip thường xuyên hơn, và hy vọng là chúc các bạn nhiều thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Đây các bạn nhìn thấy cái quy cách, cái chiều dài, cái độ mở của nó là nhỏ là 19 và tối đa là 60mm. Chiều dài tổng thể là 180mm các bạn. 7 in. Rồi chào các bạn.